Đang phát xin chào bạn. Sau đây đang phát xin giới thiệu các bạn bộ cần câu lục Daiwa sản xuất. Cần là máy đều Daiwa. Cần này T3 4m25. Quay chi tiết cần cho bạn xem. Hàng xuất Nhật các bạn. Daiwa China sản xuất. Daiwa Việt Nam nhập khẩu về. Plyship T30, T33, 4m25. Thông số cần này. Đấy, thu gọn là 1m17. Đốt là 4 đốt. Trọng lượng là 485 g. Đốt ngọn là 2,7 ly. Đốt gốc là 2.24.4 mm. Bọc rất cẩn thận. Cần này. Plyship T3 4m25. Tem xuất Nhật đây các bạn. Margin China. Bát nhà máy đấy, Fuji vậy. Đây qua quen Fuji đấy ạ. Đốt ngọn này 2,7 ly. Ngọn có định vị quen. Đây, các bạn nhìn định vị quen này. Đốt ngọn xoắn các bạn nhé. Đây này cần. Tiếp đến là máy Cred 4000.
Daiwa Việt Nam sản xuất. To bằng 5.000 quả Shimano đấy các bạn. Tay quay to, nắm tay quay to, cầm rất ôm tay các bạn. Thông số của máy tỷ lệ chuyền là 4.9.1, vòng của tay quay, đường kính vòng tay quay là 87 cm, tải tiêu chuẩn là 6 cân, trọng lượng là 390 g. Máy rất nhẹ, cầu thích. Nồi kim loại, tay quay được mạ vàng, rất đẹp. Phao bầu 28, ánh 2 trong 1, ánh ngày và ánh đêm. Lưỡi tứ hoặc tứ 10, tứ 12, các bạn tùy các bạn chọn tứ nào thì sẽ set up vào cái bộ tứ ghế cho bạn. Tứ 12 dáng xoay cao. Rồi đang vệ sinh đã giới thiệu các bạn bộ cần lục Daiwa. Đang Fishing xin chào lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing.